Ngày 3 tháng 9, Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Ấn Độ cấm một số ứng dụng điện thoại di động của Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Xuân Anh nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng hành động của Ấn sẽ làm thiệt hại người dùng, ứng dụng tại Ấn cũng như quyền chính đáng, và hợp pháp và lợi ích của các công ty Trung Quốc. Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng điện thoại di động, phần lớn là của Trung Quốc, trong đó có trò chơi video thông dụng PUBG của công ty Tencent, nêu lên quan ngại an ninh dữ liệu. Danh sách cũng bao gồm ứng dụng của Baidu và ShareSafe của Xiaomi. Lệnh cấm được đưa ra một ngày sau khi một giới chức cao cấp Ấn Độ loan báo binh sĩ si đã được điều động đến bốn ngọn đồi chiến lược để đối phó với động thái mà New Delhi gọi là nỗ lực lấn chiếm của Trung Quốc dọc theo biên giới Himalaya, vốn đang trong vòng tranh chấp. Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên một người giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 3 tháng 9 cũng cho biết Trung Quốc sẽ có những đáp ứng chính đáng, phù hợp với tình hình đối với những hạn chế mới của Mỹ nhắm vào các nhà ngoại giao Trung Quốc. Ngày 2 tháng 9, Mỹ tuyên bố các nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước khi đi thăm các trường đại học hay tổ chức những sinh hoạt văn hóa với hơn 50 người tham dự bên ngoài trụ sở các phái bộ của họ ở Mỹ. Washington đưa ra biện pháp này để đáp trả việc Bắc Kinh hạn chế các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc. Việc này diễn ra trong khuôn khổ của chiến dịch chống lại những hoạt động gây ảnh hưởng và gián điệp của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cũng sẽ có hành động để giúp đảm bảo là các tài khoản truyền thông xã hội của tòa đại sứ và lãnh sự Trung Quốc được xác nhận rõ ràng.